cả nhà. Bây giờ là Vi tập thể dục nha, Vi tập thể dục tại nhà nè, thể dục buổi sáng. Có ai muốn xem Vi tập thể dục không? Thể dục buổi sáng cho tăng mỡ bụng nha. Thấy không ta? Mỗi động tác như vậy á, lặp đi lặp lại 2 lần. Và động tác thứ tư Vi sẽ tập là slam. Nơi em, nơi anh, những vinh hoàng nỗi đau.
Mỗi động tác như vậy Vi sẽ lặp đi lặp lại 2 lần. Chào em Duy Nguyễn nha. Và bây giờ thì sao ta? Đi tập tiếp nha. Cả nhà có ai muốn coi Vi tập nữa không hay là Vi tắt nha? Bây giờ thì Vi sẽ tập squat đây.
chào anh Đinh Xuân nha, bây giờ đi đi tập tiếp đi. Bye bye cả nhà nha. Bye bye cả nhà.